Trái cà đắng nó to bằng trái cà chua này các bạn này. Trái này mình chưa thấy bao giờ các bạn ơi. Cậu ơi, tí nữa cho con mấy trái mang về kỷ niệm với cậu. Con cũng chưa ăn thử nó. Này mình già sống ăn được không cậu? Cái này thì giả sống mình ăn được. Ăn được hả? Ăn được. Dạ thì giả sống đi. Cái này là mình là giả sống là sao? Dạ. Cái người đồng bào mình đó là người ta đi làm ở dưới rẫy, ở trong rẫy là người ta không có kịp nấu canh. À. Là người ta phải không kịp nấu đồ ăn á. Không kịp nấu đồ ăn. Dạ. Cho nên là người ta phải giả. Hoặc dạ là người ra. Ta làm một hớp cháo là người ta ăn như vậy là cho nó có sức. Người ta đi làm á. Dạ. Cái này người ta giả là người ta ăn với cháo là rất là ngon. Dạ. Còn cái này cái người đồng bào là thường thường á. Là hôm qua người ta uống rượu say, người ta mệt mỏi, người ta vẫn giả cái này cho nó giải này. Dạ. Cà ớt. Vì uống rượu say rồi là phải mỗi lần uống rượu say á cậu là mình giả cà này với ớt đó, đó. Các bạn ơi, trái cà đắng nó to vậy này mình chưa bao giờ được thưởng thức luôn các bạn ơi. Mình công nhận á, con cà đắng bình thường nó nhỏ này các bạn này. Bây giờ nếu mà mình nấu dạ. Cà đắng cà, nhưng mà nó mình phải 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 này. Có cái rau này à, có cái rau này nó rau này tiếng Mơ Nông mình gọi là gì cậu? Cái này là người ta gọi là lush 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 lush, lush. À. Thơm 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 dạ. Nhưng mà người Kinh thì không biết mà gọi cái đó là rau quế, mà quế nhưng quế đó nó không phải, không phải đâu, rau quế là thêm cái mùi nó khác nha. À. Chú này chú mình hay chú rừng đó cậu? À, cái này là chú rừng đó. À. Chú rừng là nhiều khi để mình nướng mà mình ăn cũng được, mình nướng cả vỏ này này, không mình bóc mình ăn cũng này ăn được chứ cậu bầu uống hả? À cái này ăn chứ, ủa ăn tí nữa nấu chứ, ừ. À, cái đó đâu có bỏ đâu, con tưởng cậu bỏ à, con ăn chứ không, đây, ừ. Đó bây giờ mình phải làm lấy cái tim này nó ra này. Đó mình lấy cái tim nó ra thôi mình ăn tim nó đắng hay sao cậu? Không, nhưng mà nó không đắng, cái này nó dai quá ăn không được hả? Nó dai thì nó cứng thì mình ăn không được. À cho nên là mình bỏ vào nồi ha. Ừ. Nước sôi rồi các bạn đó, sôi thì mình bỏ vào nồi đó. À, cái này cái người đồng bào Mơ Nông ở đây là nấu cà đắng rồi cái hoa chuối này hay là hoa chuối này, cho nên là mình ăn cái này là nó rất là bổ. Còn cái này là người đồng bào là người ta ăn cái này là cái rau này là người ta tưởng thọ là được 8 tuổi. Ồ vậy hả? À cái này này. Theo phong tục của mình ngày xưa giờ luôn hả? Giờ là thì cái phong tục mình ngày xưa là từ thời ông bà giờ mình ngày xưa là ăn cái này là là gọi là mới là rau xanh. Dạ. Bởi vì đây là cái hoa chuối này là lấy từ rừng về. Dạ. Còn cái cà đắng là mình tự trồng ở đấy. Đó, không có thuốc thang. Cho nên là cái ông bà cụ ngày xưa là người ta ăn cái này người ta tưởng thọ. Dạ. Cái này mình sắp sẵn rồi nhé. Dạ. Sắp sẵn rồi. Này cậu đã sắp rồi các bạn. Đó. Cà này con chưa được ăn lần nào cậu ơi. Cha mày đẻ giờ luôn á. Nhưng mà cái cà này nó mà hình như con thấy hình như có mình nhà cậu có chứ không ai có đâu á. À thì cái này là mình trồng mà. Dạ. Mình trồng mà. Trồng nhưng mà nó khan hiếm quá. Đúng rồi. Nhưng mà ở đây thì cái nhà đắng quá họ không trồng hay sao cậu? À, không nhân giống rồi. Người ta không có giống người ta trồng đâu. Còn cái này là cái cà gọi là cái cũng cà đắng. Cái này là mình giá sống mình cà ăn này thì nhiều này. Dạ cà này thì nhiều đó. Cà này rất nhiều các bạn này à, nhiều cái này là nhiều này, nhưng mà đặc biệt cà đắng này là hơi hiếm có. Cái cà này là mình nếu mà mình cái cây của nó mình để cho nó chín là nó tự rụng là nó mọc thoải mái này. Dạ. Đâu nó cũng sống được này. Dạ. Còn cà này là nó khó sống, khó sống hơn. À. Dạ. Đó là ha. Dạ. Rồi đó là cái hai món
ta bỏ cái trái ớt nè, ớt ớt trái nè, ớt trái bỏ nguyên trái luôn các bạn nha, nguyên trái. Tí nữa mình dầm ra đó hả cậu? Thì tí nữa là mình kích lại cho nó nát. À, nó mới ngon, nó mới kích thơm. Có nghĩa là mình dầm đó các bạn, mình dầm luôn. Dạ, dạ, dạ. Cái này là các bạn có dịp về Huyền Lắc các bạn nha, ngay khu du lịch hoặc là muốn gặp già làng đây. Tí nữa là mình chờ nó chín mình mới bỏ cái lá này nha. Dạ. Dạ. À, đây là người ta gọi là, nếu mà như người Kinh gọi là cái quế trắng này, nhưng mà người Kinh không có cái này đâu. Dạ. Có người đồng bào là người ta trồng ở trên rẫy, trên ấy thôi. Dạ. Nhưng mà người đồng bào mới có cái này đây. Có vị thơm đặc biệt á. Nhưng mà đồng sen với cái rau quế là nó không còn cái mùi thơm của nó đúng không cậu? Đúng rồi, nó bị lai. Nhưng mà có nước nó hơi ẩm ẩm tí là hay ướt chút là nó chết liền đúng không? Đúng rồi. Thật khó. Ở trong chỗ cậu trồng được, tại các bạn biết không, ở gần khe suối thì có nước tưới nó mới sống được. Chút này nó ngọt thiệt lắm. Ủa, cái cà nãy giờ nấu nó đã mềm luôn các bạn ơi, nó bấy rồi này. Em trộn thử cái này, em trộn cái cà trong cà đó các bạn không? Nấu rất nhuyễn rồi này. Đó, đưa em mừng như đây này. Cà nãy giờ nấu đã bấy rồi nè, cá khô nữa nè. Cá khô nãy giờ bỏ nó đã mềm rồi này. Đó. Cái cà này các bạn thấy to không? Giờ nấu ra nên mềm này. Giờ nêm gia vị vô nha các bạn. Gia vị nhưng cũng như gia vị bình thường thôi, cũng có gồm có muối, bột ngọt. Rồi, có một chút muối này. Tí nó mặn quá. Rồi nha, muối xong rồi bột ngọt nhé. Rồi bột ngọt. Cái rau này nè các bạn này, cộng nó rất thơm các bạn nha. Còn người ED gọi là cái này là ếch. Ếch. Đó. Còn đồng bào Mơ Nông gọi là blitz. Blitz hả? Blitz. À. Còn theo tiếng Kinh của con này, con tạm dịch coi như là rau thơm. Ủa, cho nó thơm lắm, cực kỳ các bạn ơi, mà không có cay nha.